kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Ông Donald Trump nhận tỷ lệ ủng hộ gây bất ngờ. Áp lực của ông Trump trước đòn khiêu khích của đối thủ. Bà Harris chuẩn bị cung đòn mới. Ông Trump bất ngờ dẫn trước bà Harris ở ba bang chiến trường. Liên quan tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp diễn ra, một cuộc khảo sát mới công bố cho thấy số liệu bất ngờ. Theo đó, ông Donald Trump đang dẫn trước bà Harris ở ba bang chiến trường bao gồm Arizona, Georgia và Bắc Carolina, dù cách biệt không quá lớn. Đáng chú ý, ông Trump từng thua tại hai trong số ba bang này tại cuộc bầu cử năm 2020. Kết quả khảo sát mới của New York Times và Đại học Siena công bố hôm 22 tháng 9 cho thấy ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump đang dẫn trước ứng viên Đảng Dân chủ bà Kamala Harris ở Arizona với tỷ lệ 50%, 45%, tại Georgia là 49%, 45%, hai bang chiến trường mà ông đã để thua trước ông Joe Biden hồi năm 2020. Tại Bắc Carolina, nơi Đảng Dân chủ chưa từng chiến thắng kể từ năm 2008, bà Harris đang bám rất sát ông Trump với tỷ lệ 47% so với 49%. Những cử tri ủng hộ ông Trump cho biết đời sống của họ tốt hơn vào thời tỷ phú làm tổng thống. Các cuộc thăm dò được thực hiện tại ba bang từ ngày 17 tới 21 tháng 9 với tổng cộng 2.077 người có khả năng đi bầu cử. Arizona, Georgia và Bắc Carolina là ba trong số 7 bang chiến trường bên cạnh Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin. New York Times và Đảo Siena không khảo sát 4 bang còn lại trong cuộc thăm dò này. Cả hai chiến dịch tranh cử đều đang tập trung cao độ vào các bang chiến trường, nơi sẽ quyết định người chiến thắng. Arizona đang đặt ra thách thức đối với chiến dịch của bà Harris. Cuộc thăm dò của New York Times và Siena tại đây vào tháng 8 cho thấy bà Harris dẫn trước với 5 điểm, nhưng tình hình hiện tại đảo ngược. Trong khi đó, theo kết quả khảo sát được công bố vào ngày 22 tháng 9 của CBS News và YouGov, bà Harris dẫn trước ông Trump 4 điểm phần trăm trên toàn quốc. Cuộc khảo sát của CBS được tiến hành từ ngày 18 tháng 9 tới 20 tháng 9 với 3.129 cử tri đã đăng ký đi bỏ phiếu. Họ tiến hành khảo sát trên toàn quốc và sau đó chọn lọc riêng những cử tri ở 7 bang chiến trường. Xét về tổng thể 7 bang chiến trường, bà Harris nhận được 51% tỷ lệ ủng hộ, còn ông Trump là 49%. Khảo sát này không nêu cụ thể tỷ lệ ủng hộ tại từng bang chiến trường của hai ứng cử viên là bao nhiêu. Bà Harris đang cải thiện tỷ lệ ủng hộ trong nhóm cử tri cho rằng kinh tế là vấn đề quan trọng. Tháng trước, ông Trump dẫn trước 13 điểm trong vấn đề này, song cách biệt hiện tại giảm còn 6 điểm. Nhiều cử tri cho rằng nền kinh tế đang vận hành tốt hơn so với tháng 8 khi lãi suất và giá xăng đều giảm. CBS lưu ý cách thể hiện của bà Harris trong cuộc tranh luận với ông Trump đã củng cố sự ủng hộ dành cho bà trong nhóm cử tri từng đứng về phía Tổng thống Biden. Những người này trước đó vẫn còn do dự đối với Phó Tổng thống. Ở nhóm cử tri ưu tiên các vấn đề chính sách, tỷ lệ ủng hộ chia đều cho cả hai ứng cử viên. Nhiều cử tri chọn ông Trump không thích cựu Tổng thống Trump về mặt cá nhân, song ủng hộ chính sách của ông. Ông Trump đối diện với sức ép phải tranh luận lần hai với bà Harris. Tờ The Hill ngày 23 tháng 9 cho biết, cựu Tổng thống Donald Trump đang đối diện với sức ép về việc phải chấp nhận tranh luận lần hai với bà Kamala Harris trong bối cảnh ứng cử viên của Đảng Dân Chủ đã đồng ý tham gia sự kiện tranh luận trên đài CNN vào tháng 10. Theo các thành viên của Đảng Cộng Hòa, ông Trump đang có cơ hội thể hiện một phiên bản kỷ luật hơn so với cuộc tranh luận trên đài ABC, nơi mà nhiều cử tri cho rằng bà Harris là người chiến thắng. Giới quan sát cũng cho rằng cựu Tổng thống Mỹ không phải chịu rủi ro gì nếu tranh luận lần hai, bởi màn thể hiện của bà Harris không tạo ra quá nhiều khác biệt trong kết quả thăm dò toàn quốc. Một số đồng minh của ông Trump cũng nhận định cuộc tranh luận thứ hai là thời cơ để cựu Tổng thống làm rõ những chính sách quan trọng của mình. Một nhà tài trợ của ông Trump nói rằng ông Trump không nên bị bà Harris khiêu khích như trước, chỉ cần tập trung vào các chính sách là ông ấy sẽ thắng. Về phía Đảng Dân Chủ, bà Harris đang thúc giục ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa chấp nhận tranh luận lần hai trên đài CNN. Bà nói trong một buổi vận động tranh cử tại New York rằng chúng tôi nợ các cử tri Mỹ một cuộc đối đầu khác và ông Trump không nên né tránh việc này. Người dân Mỹ xứng đáng được lắng nghe kế hoạch của ông Trump là gì và kế hoạch của tôi là gì. Ở chiều ngược lại, ông Trump đang tỏ ra không hào hứng với việc phải tranh luận với bà Harris. Ông nói thêm với đám đông người ủng hộ rằng mặc dù kênh CNN đã rất công bằng khi tranh luận với Tổng thống Joe Biden vào tháng 6, nhưng họ sẽ không còn công bằng nữa.
Tới tháng 11, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 mới chính thức diễn ra. Nhưng kể từ ngày 20 tháng 9, các điểm bỏ phiếu tại 3 bang gồm Virginia, Minnesota và South Dakota đã mở cửa và cho phép các cử tri bỏ phiếu sớm theo hình thức trực tiếp. Các chuyên gia dự đoán sẽ có một số lượng lớn cử tri đi bỏ phiếu trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Với bà Harris, cuộc tranh luận hôm 10 tháng 9 là một bước đệm giúp bà thể hiện rõ bản thân hơn với các cử tri Mỹ. Những người vẫn chưa biết và chưa hiểu rõ về bà. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để nữ phó tổng thống vượt qua cái bóng của ông chủ Nhà Trắng đương nhiệm Joe Biden và gây ấn tượng với người dân hơn. Khảo sát của đài ABC News cho thấy 58% cử tri Mỹ cho rằng bà Harris chiến thắng trong cuộc tranh luận. Dù vậy, không ứng viên nào thực sự giành thêm lợi thế bầu cử. Kể cả việc Taylor Swift, nữ ca sĩ có tầm ảnh hưởng bậc nhất trong showbiz thế giới, tuyên bố ủng hộ bà Harris ngay sau khi tranh luận kết thúc cũng không mang lại nhiều lợi thế cho ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Những diễn biến mới nói trên có lợi cho bà Harris và bất lợi cho ông Trump, nhưng không hoàn toàn quyết định cục diện cuối cùng của cuộc bầu cử. Ông Trump vẫn có thể thắng cử và bà Harris vẫn có thể bị thua. Ở lần bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016, ông Trump đã thua bà Hillary Clinton trong cả 3 lần tranh luận, nhưng vẫn đắc cử Tổng thống. Kết quả thăm dò dư luận ở Mỹ không phải là sự đảm bảo cho dự đoán về kết quả bầu cử. Bà Harris sắp tung đòn mới cho ông Trump. Ngoài việc thúc đẩy cuộc tranh luận thứ hai với ông Trump, bà Harris được cho là sẽ công bố một loạt các chính sách kinh tế mới nhằm giúp người Mỹ phát triển sự giàu có và đưa ra những biện pháp khuyến khích kinh tế cho các doanh nghiệp để hỗ trợ các mục tiêu đó. Các nguồn tin cho hay, các chính sách mới có thể được công bố tại thành phố Pittsburgh thuộc bang chiến trường Pennsylvania vào hôm 25 tháng 9 theo giờ địa phương, trong bối cảnh những cử tri chưa quyết định chọn ứng cử viên nào tiếp tục yêu cầu thêm thông tin về cách bà Harris giúp họ về mặt kinh tế nếu bà được bầu làm tổng thống vào tháng 11 tới đây. Việc công bố hàng loạt chính sách kinh tế mới diễn ra sau cuộc tranh luận sôi nổi trong Đảng Dân Chủ về việc liệu công bố thêm các chính sách kinh tế quá gần ngày bầu cử có phải là một chiến lược thông minh hay không. Một số cố vấn thừa nhận việc công bố các chính sách kinh tế mới khi chỉ còn chưa đầy 50 ngày nữa tới ngày bầu cử có thể đồng nghĩa rằng các biện pháp mới sẽ không đến được với các cử tri quan trọng. Các nguồn tin không cung cấp thông tin chi tiết về chính sách kinh tế mới dự kiến sắp được công bố. Phát ngôn viên thuộc chiến dịch của bà Harris cũng không bình luận về các chính sách kinh tế mới. Người này chỉ nói rằng bà Harris sẽ tiếp tục đưa ra các chương trình nghị sự kinh tế, vốn là cơ hội của mình là giảm chi phí, làm cho nhà ở có giá cả phải chăng hơn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên khắp nước Mỹ. Trong một diễn biến liên quan, cựu Tổng thống Donald Trump vừa qua đã tuyên bố sẽ không tranh cử Tổng thống vào năm 2028 nếu để thua trong cuộc tranh cử Tổng thống năm nay. Ông Donald Trump nói rằng ông sẽ không làm thế và không nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Cựu Tổng thống Mỹ nói thêm rằng ông hy vọng sẽ thành công vào ngày bầu cử mùng 5 tháng 11. Hiến pháp Mỹ quy định mỗi Tổng thống chỉ được nắm quyền tối đa 2 nhiệm kỳ, nên ông Trump cũng không được phép tranh cử năm 2028 nếu có đắc cử trong năm nay. Ông Trump, 78 tuổi, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, đang cạnh tranh với đối thủ của Đảng Dân Chủ là Phó Tổng thống Kamala Harris, 59 tuổi. Các kết quả thăm dò cho thấy chênh lệch giữa hai ứng cử viên là rất xa xao, bao gồm cả ở các bang chiến trường, thường quyết định kết quả bầu cử.